Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu các trường bỏ các biện pháp giới hạn không cần thiết và không khoa học như bắt học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo tấm chắn giọt bắn bằng nhựa, cũng không cấm bật điều hòa trong lớp học. Tuy nhiên, việc bật điều hòa trong lớp học trong thời tiết nắng nóng như thế này sẽ làm như thế nào để vừa đảm bảo sức khỏe cho các em, vừa phòng tránh dịch bệnh là điều mà nhiều trường vẫn còn băn khoăn. Cụ thể, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cấp cao của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Cộng đồng Việt Nam, việc đảm bảo thông thoáng khí, giữ môi trường nhiệt độ ở lớp học không quá thấp là một trong những yếu tố quan trọng để phòng dịch COVID-19. Khuyến cáo về việc bật điều hòa thế nào cho hợp lý, vừa đảm bảo chống nóng cho học sinh, vừa phòng chống dịch bệnh. Theo ông Phu, trước khi vào lớp, phòng học phải được mở cửa sổ, vệ sinh lớp học sạch sẽ, đảm bảo lớp học thông thoáng. Khi các cháu học sinh vào học thì bật điều hòa. Khi kết thúc buổi học phải tắt điều hòa, mở hết các cửa để thông gió, cho lớp học thông thoáng và tiến hành vệ sinh khử khuẩn lớp học. Tuyệt đối không đóng phòng học kín mít ngày này qua ngày khác. Vị chuyên gia này cũng khuyến cáo bật điều hòa ở mức 26 đến 27 độ C là hợp lý.